không xong nữa. Bà thấy ghê quá, lúa bị đạo ôn chút xíu, bị vi khuẩn thì mình mua thuốc gì mình phun. Ủa, tôi không quýnh lên là cái vụ mùa này ăn cám hết á ha. Được rồi, bây giờ tôi ra bà Năm ù á, tôi mua nguyên đống thuốc vậy luôn, tôi phun cho nó mau hết. Đi lẹ đi, đứng đó trả lời nữa, bực bội. Ủa, mà đi bà thắng đột ngột vậy, không báo trước rồi tôi đụng vô bà nè. Nè, tôi hỏi ông nha, ông phun thuốc chưa? Phun rồi. Ông phun rồi, ông phun rồi mà lúa vẫn còn y thinh bệnh vậy đó hả? Tôi tính sao giờ? Ông bà làm con... hay quá mà ông làm không có được cái trò trống gì hết trơn, giờ lúa vẫn còn bệnh á, ông tính vậy có bị lừa gì? Cái gì vậy trời? Vậy vợ chồng chuyện gì nói nghe coi, tôi qua tôi đòi tiền thuốc là trả tiền đi. Ê, mà tôi nhớ hôm bữa tôi đưa tiền cho ông để mua thuốc rồi mà sao giờ chỉ qua đây chỉ đòi làm sao? Biết sao không, vậy nè, tôi qua tôi mua một đống luôn, gấp đôi luôn á. À, nên là thiếu là chỉ tiền lại phân nửa. Trời ơi. Rồi xong cái về tôi phun hết luôn. Ê, nghe nói nè, bữa ông mua một đống thuốc nhà tôi, ông phun vô cái ruộng của ông á hả? Ừ. Trời đất ơi, vậy sao hết bệnh được. Mà nghe tôi hỏi nè, trước khi phun á, ông có rút nước trong ruộng ông ra không? Rút nước làm chi mất công. Trời đất ơi, thiệt có mấy người này làm ruộng, làm nông mà không có hiểu gì về nông hết trơn. Nghe, nghe đây nè, như kỹ sư nói cho mà nghe đây nè. Sao chị? Ghê. Ruộng mà bị đạo ôn với vi khuẩn tấn công một lúc á, thì đầu mùa vụ mình phải vệ sinh đồng ruộng cho sạch. Đó, mình tiêu quỷ tàn dư thực vật, mình dùng giống kháng nè, rồi mình dùng phân bón NPK nè, mình xịt với mật độ vừa đủ nghe, liều lượng vừa đủ là 80-120kg 1 hecta. Hiểu chưa? Mà chị, hồi nãy em nghe chị nói là mình phải rút nước trong ruộng ra hết khi mà lúa bị nhiễm vi khuẩn á, là sao chị? Sao? Trời ơi, cô không biết nữa hả? Trời ơi, thiệt tình luôn á, kỹ sư nói tiếp nữa đây nè. Có nghĩa là đó, vi khuẩn mà gặp nước nó sẽ lây lan rất là lẹ. Cho nên khi mình làm á, mình phải rút nước ra, hiểu chưa? Mình rút nước ra rồi cái mình để ruộng nước xăm xắp thôi, nó đủ giữ ẩm thôi. Lúc đó rồi mình mới xịt thuốc mà trừ đạo ôn mà trừ vi khuẩn vô mình với liều lượng vừa đủ, hiểu chưa? Đó, mà nó nghe nè, khi mà xịt thuốc từ 3-5 ngày thì vết bệnh nó khô, lúc đó mình mới phối hợp mình dùng phân bón lá có lượng lân cao đó. Mình làm như vậy thì trời ơi, ta nói thì dễ làm gì, để kích thích rễ, sau đó mình dùng mới bón phân để cho cây lúa mình nó được phục hồi trở lại. Trời ơi, xịt thuốc mà ruộng không có rút nước ra rồi nhiêu thuốc cứ phun, nghĩ cái miếng ruộng ấy bằng cái lỗ tai à. Mà trời ơi, phun quá trời rồi nè, tiền mất tật mang này, tốn công tốn sức tốn tiền tốn của tốn thuốc mà bệnh vẫn còn bệnh. Tôi thiệt ơi, bây giờ cái sớm này kêu ông bằng chín liều không có biết gì hết. Chị giỏi quá. Bữa đó tôi mua thuốc á, chị không chỉ tôi luôn. Chị biết mà chị không nói trước, chị cố tình để chị bán được nhiều để chị kiếm lời đúng không? Thôi đừng có nói, đừng tức tức cái miệng mấy người biết gì. Tôi giống như bác sĩ gì đó, mấy người muốn mua qua thuốc của tôi, muốn qua phân bón tôi mua thuốc thì phải nói cái ruộng tôi bị bệnh như thế nào tôi biết, là tôi chỉ cho vô thì nói mua thuốc gì tôi bán thuốc đó thôi, chứ bây giờ mua thuốc gì xài hết rồi thì trả tiền thôi, không có nói nhiều. Nhưng mà chị là bác sĩ cũng có tâm nữa, chị phải nói cho người ta biết, chị phải chỉ cho người ta, người ta không biết. Trời ơi, bình tĩnh bình tĩnh. Trời ơi, thôi chị về đi, xong rồi chiều nay tôi chạy qua nhà chị đưa tiền cho. Trời đất ơi, tội nghiệp bà Năm ù, làm ơn mắc quán. Bà con ơi, nếu như mà chúng ta không muốn bị bệnh đạo ôn và vi khuẩn tấn công cùng một lúc á, thì ngay từ đầu vụ chúng ta cần phải vệ sinh đồng ruộng cho sạch sẽ nè, rồi thu gom những tàn dư thực vật, sử dụng giống kháng, rồi sử dụng bón phân cân đối NPK. Khi phát hiện lúa mà bị hai loại bệnh tấn công á, thì chúng ta cần phải ngưng bón phân ngay, rút khô nước trong ruộng ra, sau đó phun thuốc đặc trị đạo ôn và vi khuẩn. Sau khi phun thuốc từ 3-5 ngày đó, kiểm tra vết bệnh đã khô rồi, thì chúng ta có thể kết hợp phân bón lá có chứa hàm lượng lân cao để giúp kích thích bộ rễ phát triển, rồi sau đó bón phân giúp cho lúa hồi phục trở lại. Và nhớ là khi phun thuốc chúng ta phải áp dụng nguyên tắc 4 đúng để đạt hiệu quả cao nhất, bà con nha. ADC hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Buộc ta trở lại và lợi hại hơn xưa. Từ ngày 15 tháng 10, khi bà con nông dân mua một trong ba sản phẩm Cantanin, Diệt Mầm và Super Bù sẽ có cơ hội trúng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 xe SH150i, 19 xe Future cùng hàng trăm ngàn phần quà có giá trị khác. Buộc ADC trao thưởng thấy mê. ADC 20 năm mang đến sự tốt lành. Diệt Mầm ADC ra mắt chai lớn 1 lít. Diệt mầm 1 lít, diệt mầm 1 lít, tiện lợi, tiết kiệm chi phí. Diệt mầm sạch cỏ, không lo chết mụn. Diệt mầm kết hợp Cantanin thì cỏ nhỏ không lo, cỏ to chết sạch. ADC mang đến sự tốt lành. Diệt mầm ADC ra mắt chai lớn 1 lít.
viết mâm 1 lít. Viết mâm 1 lít tiện lợi, tiết kiệm chi phí. Viết mâm sạch cỏ, không lo chết bụng. Viết mâm kết hợp cantanin thì cỏ nhỏ không lo, cỏ to chết sạch. ADC mang đến sự tốt lành. Nhà nông hội nhóm, nông nghiệp tiến lên vững bờ.